Xin chào tất cả anh chị nhá. Ngày hôm nay thì lên cho anh chị một con máy xay đa năng của Techcom này. Đây, con này thì có 3 cối nhá. Một cối to, một cối trung bình và một cối nhỏ nhá. Hai cối này thì như là chưa bóc luôn anh chị ạ. Đây, hai cối này chưa bóc luôn. Có một cái bàn chải vệ sinh với bé này. Đây anh chị vệ sinh những cái chỗ mà nó quá nhỏ mà không thể luồn được tay vào này. Sách vở có hai cái nha anh chị nhá. Máy nó hướng dẫn làm đồ uống rồi, làm trà này, còn đây là chắc là hướng dẫn sử dụng nha anh chị nhá. Đây, làm trà, làm nước rồi làm cơm các thứ. Con này thiệt, hai cối nhỏ này thì anh chị để xay vừng, tiêu, tỏi nhá, ớt nhá, làm mắm những thứ. Còn cối to này thì anh chị xay hoa quả này, cũng như là xay rau củ quả nhá. Đây, hai cối này thì còn nguyên luôn. Hai cối này thì hai riêng, hai cối này là lưỡi lưỡi riêng của nó nhé, để thay nhau này. Cái này chỉ có hai lưỡi thôi, còn cái cối to này thì mặc định cái lưỡi của nó là 4 lưỡi nha anh chị nhá, hai lưỡi cao và hai lưỡi thấp này. Con này cao nhất của nó là 400 ml này, nhưng mà lên 500 vô tư nha anh chị nhá. Nắp thì có nắp này thì không bao tuột được được. Con này sử dụng rất đơn giản thôi. Đây, ví dụ em vẫn chưa lắp vào đúng không, khi mà anh chị muốn dùng ấy, anh chỉ cần xoáy này sao cái này này vào đúng được cái này thì là mình dùng thôi. Đó, xoay thử này, gắn chắc một tí nha anh chị nhá. Quá ok luôn. Con này chỉ có duy nhất một công tắc ở đây thôi nhá, mà dùng rất là an toàn, không sợ đâu. Con này công suất là 130W này. Hàng con này thì có vẻ là cái cối này thì dùng rồi nhá, cối này là xài rồi, còn hai cối này con đam cam đoan anh chị là chưa xài đâu, mới như này cơ mà, kỳ mới luôn. Hai con này thì dùng lưỡi riêng này, còn cái này, con này thì một mình một cối nhá. Đây, nhãn hiệu của nó là TML160 này. Nhà anh chị nào mà hay phải xay các thứ thì sắm con này về dùng quá tiện, quá ok luôn. Nguyên bộ của nó nhá, 3 cối, một máy, một bàn chải và hai catalog. Rồi, anh chị nào quan tâm đến con máy xay đa năng của Tetcom này thì liên hệ qua số điện thoại ở trên màn hình cho em nhé. Con này thì em báo với giá là 1,1 triệu nha anh chị nhé, 1,1 triệu thôi, 1,1 triệu cho con máy xay đa năng này, 3 cối. Rồi, em cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại anh chị ở những video sau nhé.